chương trình đọc truyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Sông Đông Êm Đềm, tiểu thuyết tác giả Mikhail Alexandrovich Solokhov, dịch giả Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc Hải Yến, Win Win Việt Nam. Chương 3. Grigory vui anh vui em về thì gà đã gáy mấy đợt đầu. Từ phòng ngoài, mùi hốt bố lên men chua lét và mùi cỏ đức mẹ khô ngai ngái xông vào nồng nặc. Grigory rón rén đi vào nhà trong. Chàng cởi quần áo treo cẩn thận cái quần rộng ống có nẹp mặc ngày lễ. Làm dấu phép rồi nằm xuống. Chấn xong cửa cắt tư, vuông ánh trăng vàng in một hình chữ thập lên sàn nhà. Trong góc phòng, vài bức tượng thánh phủ những tấm khăn thêu nhấp nhoáng một thứ ánh sáng xin xỉn. Quanh cái mắc áo đầu giường, đàn ruồi bị thức giấc vò ve mãi không yên. Grigory vừa thiêu thiêu thì trong bếp có tiếng thằng cháu trai con ông anh oe oe khóc. Cái nồi ọt ẹt như chiếc xe bò không được bôi dầu. Daria lầu bầu giọng ngái ngủ. Con nín đi không nào, mày thật là con tội con nợ. Ngủ chẳng chịu ngủ, nằm yên cũng chẳng chịu nằm yên cho. Rồi Daria khẽ ru. À ngốc, à ngếch, à tếch đi đâu, ngếch đi chăn ngựa. Ngựa ngếch ngựa gì, ngựa ngếch thắng yên, diềm theo kim tuyến. Grigory thiếp đi dần theo nhịp ru con đều đặn, nhưng trong lòng vẫn nghĩ. À, mà ngày mai anh Petro phải đi trại rồi, ở nhà chỉ còn mình chị Daria với thằng bé. Thế là lần này cắt cỏ xe không có anh ấy cùng làm với mình. Grigory rúc đầu vào trong cái gối nóng hổi, nhưng tiếng ru vẫn quấy dày bên tai. Thế ngựa ngách đâu? Đứng sau cổng lớn. Thế cổng lớn đâu? Nước lũ cuốn rồi. Một con ngựa hí một tràng dài làm Grigory giật mình. Nghe tiếng hí, anh nhận ra con ngựa chiến của Petro. Còn đàn ngỗng đâu? Ngỗng lần bãi lau. Thế bãi lau đâu? Lau con gái cắt. Thế con gái đâu? Con gái lấy chồng. Chồng con gái đâu? Lên ngựa ra trận. Còn ngái ngủ, Grigory đã lần ra tàu ngựa và dắt con ngựa ra ngõ. Một cái mạng nhện bất ngờ vương tới vướng vào mặt, làm Grigory thấy buồn buồn. Thế là bỗng nhiên chẳng còn ngái ngủ chút gì nữa. Ánh trăng làm hiện lên trách ngang sông Đông một con đường gợn lăn tăn, không ai cưỡi ngựa qua được. Mặt sông mù mịt sương mai, nhưng trên đầu thì sao lấm tấm khắp bầu trời. Con ngựa đi cẩn thận từng bước sau lưng Grigory. Đoạn đường dốc xuống sông rất khó đi. Từ bờ bên kia vẳng sang tiếng vịt kêu quàng quạc. Gần bờ, trong đám rong rêu, một con cá nhẹo bơi quanh quẩn săn tìm con cá con. Cái đuôi của nó quẫy nước lọc ọc. Grigory đứng lặng giờ lâu bên làn nước. Bờ sông nặc mùi ngai ngái của các thứ mục ẩm. Những giọt nước rung rung nối nhau nhỏ xuống từ mõm con ngựa. Trong lòng Grigory tràn ngập một cảm giác trống rỗng nhưng lâng lâng thú vị. Dễ chịu thật, chẳng có gì phải suy nghĩ. Trên đường về, Grigory nhìn về phía mặt trời mọc. Đằng ấy, một vùng tranh tối tranh sáng, phơn phớt xanh đã bắt đầu rạng. Grigory về đến gần tàu ngựa thì gặp mẹ. Mày đấy à Grisa? Chẳng con thì còn ai? Mày cho ngựa uống nước rồi chứ? Cho uống rồi, Grigory trả lời có vẻ miễn cưỡng. Bà mẹ đi hơi ngửa ra sau vì bà đang đùm trong tạp dề một ít phân ngựa khô để nhóm bếp. Bà kéo lệt xệt hai bàn chân trên đất nhăn nheo như mọi người già. Mày sang gọi vợ chồng Stepan dậy đi. Stepan cũng sắp sửa đi cùng với thằng Petro nhà ta đấy. Grigory tựa như được hơi lạnh lắp cho một cái lò xo căng thẳng. Người chàng như có kiến đốt, chàng nhảy ngay qua ba bậc thềm dội tiếng của nhà Astakhov.
Cửa không cài then, Stepan ngủ trên một tấm thảm trải trong bếp, đầu người vợ rúc vào nách anh ta. Qua bóng tối đã sắp tan hết, Grigory nhìn thấy cái váy của Aksinia tóc lên đến quá đầu gối, cặp chân trắng muốt như gỗ bạch dương, dạng ra một cách hớ hênh. Grigory đứng nhìn một giây, chàng cảm thấy miệng khô bỏng, đầu váng lên, như vì những tiếng đập vào răng. Chàng lấm lét nhìn quanh như thằng ăn cắp, rồi kêu lên khàn khàn, lạc cả giọng. Này, ai thế này? Dậy đi thôi! Aksinia ụn ịn trong giấc ngủ. Ôi chào, ai đấy? Ai thế này? Nàng luống cuống sờ soạng, luồn một cánh tay trần xuống giữa hai chân, kéo cái áo lót xuống. Vết bãi nước bọt chảy ra trong lúc ngủ say, vẫn còn trên gối. Trời sắp rạng là lúc đàn bà họ ngủ say nhất. Tôi đây, mẹ tôi bảo sang gọi anh chị dậy. Chúng tôi dậy ngay đây, nhà chúng tôi chẳng còn chỗ nào len chân nữa. Dẹp thì cứ như sung, cứ phải xuống đất nằm. Anh Stepan dậy đi, có nghe thấy không? Grigory nghe giọng nói, biết Aksinia ngượng nên vội về ngay. Chừng 30 chàng cô giắc từ dã thôn xóm đến trại binh dịch tháng 5. Nơi tập trung là thao trường. Lúc khoảng 7 giờ, thao trường đã đầy những chiếc xe bốn bánh có mùi bằng vải bạt với những chàng cô giắc mặc áo sơ mi binh dịch tháng 5 may bằng vải thô. Ai nấy vũ trang đầy đủ, người thì cưỡi ngựa, người thì đi chân. Trên thềm nhà, Petro đang vội vã khâu lại đoạn dây cương bị rách. Ông Pantelei Prokopievich đi đi lại lại bên cạnh con ngựa của Petro, chốc chốc lại đổ thêm lúa kiều mạch vào cái máng ăn. Thỉnh thoảng ông kêu lên, Dunyaska, đã khâu miệng túi bánh mì khô chưa? Đã rắc nhiều muối vào mỡ chai chưa? Y như một đóa hoa đỏ rực, Dunyasia chạy loang loáng qua sân như con én. Nghe tiếng bố gọi, cô bé bật cười. Cha ơi, cha cứ lo việc của cha đi, mặc con sửa soạn các thứ cho anh con. Đến Cherkas cũng không có gì sộc sạch đâu. Petro nhấp nước bọt vào sợi chỉ, rồi hất đầu về phía con ngựa. Nó ăn xong chưa hả cha? Còn phải kịp cho nó nhai chứ. Ông bố đưa bàn tay sần sùi vuốt lại tấm đệm lót yên, hình như chỉ là điều lặt vặt. Nhưng chỉ sau một chặng đường là có thể làm lưng con ngựa bị xước đến chảy máu rồi. Con hạt dẻ ăn xong, cha cho nó uống nước nhé. Thằng Grigory sẽ cho nó ra sông Đông. Này, Grigory, dắt con ngựa đi. Con ngựa giống đôn nhét, vừa đi vừa nghịch. Dáng nó cao mà thanh, trên trán có vệt trắng hình ngôi sao. Grigory vừa dắt nó ra khỏi cửa hàng rào, đã đưa tay trái khẽ vỗ vào vai nó, rồi nhảy phốc lên yên, cho phi luôn nước đại. Ra đến chỗ đầu dốc, Grigory định ghìm ngựa lại, nhưng nó chạy đã quá đà, nên vẫn phi mỗi lúc một nhanh và cứ lao thẳng xuống dưới như một cơn lốc. Grigory ngả người ra sau, gần như nằm ngửa trên lưng ngựa. Chợt thấy phía trước có một người đàn bà đang quẩy hai cái thùng xuống dốc. Grigory lái ngoặt con ngựa sang bên cạnh đường mòn, rồi cho nó xông thẳng xuống nước, làm bụi bốc lên mù mịt. Aksinia lắc lư đi trên dốc xuống, từ xa nàng đã chu chéo. Đồ quỷ sứ, phát rồ hay sao thế? Suýt nữa thì cho ngựa dẫm phải người ta rồi còn gì. Chờ đấy mà xem, tôi sẽ đến mách ông cụ nhà anh là anh tế ngựa như thế đấy. Thôi chị láng giềng ơi, đừng sắn váy quai còng lên nữa. Chị đưa tiễn chồng đi trại, rồi thì việc nhà có thể phải nhờ tôi giúp một tay đấy. Người ta việc quái gì phải cần đến anh. Bắt đầu cắt dạ là phải nhờ thôi, Grigory cười hà hà. Aksinia đứng trên ván cầu, thùng vẫn để nguyên trên đòn gánh, hai đầu gối kẹp cái váy bị gió thổi lồng lên. Nàng cúi xuống, múc rất khéo một thùng nước, rồi đưa mắt nhìn Grigory. Thế nào, anh chàng Stepan của nhà chị sửa soạn xong rồi chứ? Grigory hỏi. Nhưng việc ấy can gì đến anh? Làm gì mà đỏng đảnh thế? Hỏi một câu cũng không được hay sao? Ừ, thì sửa soạn rồi đấy, đã sao nào? Thì chị sẽ ở nhà sống cái cảnh vợ lính phòng không chứ sao nữa? Đại khái thế. Con ngựa rời mõm khỏi làn nước, răng nó nhai ken két,
làm nước chảy cả xuống. Rồi nó đập hai chân trước xuống nước và nhìn ra mặt sông. Axinia múc nốt thùng bên kia, đổi vai chiếc đòn gánh, rồi nhún nhảy lên dốc. Grigori thúc ngựa bám sát phía sau. Gió thổi phần phật cái váy của Axinia, nghịch nghịch những món tóc nhỏ loăn xoăn trên cái gáy rám nắng của nàng. Chiếc khăn bịt đầu thêu bằng tơ màu như cháy rực trên búi tóc dày. Chiếc áo hồng không một vết nhăn mặc luồn vào trong váy, ôm lẳn cái lưng ngay ngắn và cặp vai chắc nịch. Trong khi leo lên dốc, Axinia hơi chúi người về phía trước, làm hằn rõ đường sống lưng dưới làn áo. Grigori nhìn thấy hai đám nâu nâu ở chỗ nách áo, bạc màu vì mồ hôi. Hai con mắt chàng nhìn theo từng cử động của Axinia và chàng chỉ muốn bắt chuyện lại. Chắc chắn chị sẽ mong nhớ đức ông chồng đấy nhỉ, có phải không? Axinia vừa đi vừa ngoái cổ lại mỉm cười. Không thế thì còn sao nữa, anh cứ lấy vợ đi. Nàng vừa nói vừa thở hổn hển. Cứ lấy vợ đi, rồi sẽ biết xa vợ xa chồng có buồn nhớ hay không. Grigori thúc ngựa đến ngang Axinia và nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế mà lại có những chị chàng đưa tiễn chồng là trong bụng cứ như mở cờ đấy. Ông Petro đi vắng là chị chàng Daria nhà tôi phây phây ra ngay. Axinia thở hổn hển, cánh mũi rung rung. Nàng vừa sửa tóc vừa nói. Chồng tuy không là đỉa nhưng dù sao cũng là loài hút máu. Thế hai cụ bên ấy sắp hỏi vợ cho anh rồi chứ? Còn chưa biết ý ông cụ nhà tôi ra sao, có lẽ chờ tôi hết hạn lính hẵng hay. Anh còn trẻ chán, đừng lấy vợ làm gì vội. Nhưng sao vậy? Sẽ chỉ được một điều là phiền muộn thôi. Nàng cúi, liếc nhìn Grigori cười tủm tỉm, không hé môi. Lần đầu tiên, Grigori thấy rằng Axinia có một cặp môi mọng mọng, dâm đến trắng trợn. Grigori lấy tay rẽ bờm con ngựa thành từng món lông, nói: Tôi cũng chẳng muốn lấy vợ làm gì, cứ thế này rồi cũng tự nhiên có cô yêu. Có đám nào rồi sao? Việc gì phải chọn đám nào làm gì? Bây giờ cô sắp tiễn Stepan đi rồi đấy. Này, chớ có ỡm ờ với tôi. Ỡm ờ thì làm gì đây chắc? Tôi sẽ mách Stepan cho mà xem. Sợ gì cái thằng Stepan nhà cô? Liệu hồn, gan cóc tía chưa? Chẳng sợ, rồi có ngày khóc hết nước mắt. Này Axinia, cô đừng có dọa tôi. Tôi chẳng dọa dẫm gì ai cả. Việc của anh là tìm kiếm những cô gái mà tán, để cho các cô ấy khâu khăn tay cho anh. Còn tôi thì anh chớ nhòm ngó làm gì. Nhưng đây cứ nhòm thì sao? Được, muốn nhòm thì cứ nhòm. Axinia mỉm cười làm lành, rồi rẽ khỏi con đường mòn. Nàng cố tránh con ngựa, nhưng Grigori rẽ ngựa chắn ngang đường. Cho tôi đi nào, anh Grika. Đây không cho. Đùa dai vừa chứ, tôi còn phải sửa soạn cho chồng tôi lên đường. Grigori mỉm cười, thúc cho con ngựa nổi nóng. Con ngựa dậm chân tại chỗ, ép Axinia vào bên vách. Né cho tôi đi, đồ quỷ sứ, có người kia kìa. Bà con trông thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Axinia hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, rồi cau mày đi thẳng, không ngoái đầu lại nữa. Trên thềm, Petro đang từ giã những người thân yêu. Grigori đóng yên cho con ngựa. Petro nắm đốc gươm, hối hả chạy trên thềm xuống, tiếp lấy dây cương trong tay Grigori. Đánh hơi thấy mùi đường trường, con ngựa nóng nảy dậm hết chân nọ đến chân kia, nanh nhay nhay hàm thiếc sùi cả bọt mép. Petro đưa tay nắm lấy mũi yên, đặt một chân lên bàn đạp, rồi quay lại nói với bố: Cha đừng bắt mấy con hói làm việc mà hỏng mất bò cha nhé. Sang thu ta sẽ đem bán đi, còn phải sắm cho thằng Grigori một con ngựa mới được. Cỏ trên đồng cỏ thì cha nhớ đừng bán đi nhé. Cha cũng thấy cỏ trên bãi năm nay xấu thế nào rồi đấy. Thôi, cầu Chúa che chở cho con, đi đường bình an con nhé. Ông già vừa nói vừa làm dấu phép. Bằng một động tác quen thuộc, Petro đưa cái thân hình vạm vỡ của anh ta lên yên, rồi sửa lại những nếp sau lưng chiếc sơ mi thắt dây lưng. Con ngựa bước ra cổng chính,
thanh gươm đập đều đều theo nhịp chân ngựa. Đốc gươm nhấp nhoáng một ánh đùng đục dưới nắng. Daria bế con bước theo, bà mẹ đứng giữa sân nuôi gia súc, đưa tay áo lên lau nước mắt và xì cái mũi đỏ hoe vào góc tạp dề. Anh ơi, còn bánh rán nữa, có mấy cái bánh cũng quên mất rồi, bánh rán khoai tây ngon thế này. Dunyaska nhảy cẫng ra cổng như một con dê non. Mày làm gì mà gào lên như con ngớ ngẩn thế? Grigori bực mình quát em. Có mấy cái bánh rán cũng để quên. Hừ, Dunyaska nép mình bên cửa xếp hàng rào rên rỉ. Những giọt nước mắt chảy xuống hai gò má nhem nhuốc nóng rực, rồi lại chảy từ má xuống cái áo ngắn mặc ngoài thường ngày. Daria đưa tay lên che mắt, nhìn theo cái bóng áo trắng của chồng vẫn còn ẩn hiện qua màn bụi. Ông Pantelei lay lay cái cọc mục bên cổng, rồi đưa mắt nhìn Grigori. Mày gánh lấy việc chữa cái cổng này nhá, và đóng thêm một cái cọc nhỏ vào góc đấy. Ông trầm ngâm một lát, rồi nói thêm như báo cho mọi người cái tin. Thằng Petro đi rồi. Qua hàng rào, Grigori thấy Stepan đang sửa soạn lên đường. Aksinia diện chiếc váy len màu xanh lá cây, dắt ngựa ra cho chồng. Stepan mỉm cười, nói không biết những gì với Aksinia. Với cái dáng đúng là của một ông chủ nhà, anh ta từ tốn hôn vợ và để rất lâu một bàn tay trên vai nàng. Bàn tay nâu sạm vì dãi nắng và lao động, hiện lên đen như một cục than trên cái áo trắng của Aksinia. Stepan đứng quay lưng về phía Grigori. Qua hàng rào có thể nhìn thấy cái cổ to đần đẫn của anh ta với bộ tóc cắt rất đẹp, đôi vai rộng nhưng hơi xuôi. Và mỗi khi Stepan cúi xuống với vợ, lại thấy vảnh lên một đầu của bộ ria màu hạt rẻ nhạt. Aksinia cười không biết vì chuyện gì và lắc đầu ra vẻ không muốn nhận điều gì đó. Chàng kỵ sĩ nhún người lên bàn đạp, con ngựa huyền cao lớn nghiêng hẳn sang một bên. Stepan ngồi trên yên vững như bàn thạch. Con ngựa rảo bước ra cổng. Aksinia nắm bàn đạp đi bên cạnh. Nàng ngước lên nhìn vào mắt chồng với một vẻ yêu đương đắm đuối như một con chó. Hai người cứ đi như thế qua nhà láng giềng rồi khuất sau chỗ rẽ. Grigori nhìn mãi không chớp theo hai người. Chương 4. Trời gần tối thì một cơn giông sắp sửa ập tới. Một đám mây hung hung đỏ hiện ra lù lù bên trên thôn xóm. Gió xé mặt sông đông nát ra như sưa mướp và liên tiếp xô vào bờ những đợt sóng bạc đầu. Sau những khoảng rừng ở lề thôn, một ánh chớp giáo hoảnh đốt loáng bầu trời, rồi vài đợt sấm rền thưa thớt ầm ầm rội xuống mặt đất. Dưới những đám mây đen, một con diều hâu dương cánh lượn vòng, phía sau có một đàn quạ quang quác đuổi theo. Mây đen từ phía trời tây dồn tới, bay cuồn cuộn dọc theo sông đông, mang theo khí lạnh. Mảnh trời sau bãi cỏ hoang ven sông u ám đến ghê người. Đồng cỏ nín hơi chờ đợi. Trong thôn, các cửa chớp đã đóng cả mà vẫn bị gió đập rầm rầm. Vài bà già nguyện kinh chiều xong hối hả ra về, vừa đi vừa luôn tay làm dấu phép. Một cột bụi xám quay lộn trên thao trường. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lác đác xuống mảnh đất đang khổ vì khí nóng. Dunyaska lúc lắc hai cái đuôi sam nhỏ xíu, chạy thoăn thoắt trong sân gia súc. Đóng xong cửa chuồng gà, cô bé đứng lại giữa sân, cánh mũi phập phồng như con ngựa bị ngáng đường. Ngoài phố, bọn trẻ con đang té nước nghịch. Miska, cậu bé láng giềng 8 tuổi của Dunyaska, đang ngồi xổm trên một chân cho người quay tròn như trong chóng. Cái mũ cát két của cha đội quá rộng, tụt xuống mắt cũng xoay theo. Miska kêu thè thé đến chói tai. Mưa đổ cho to, để ta vào bụi, cầu Đức Chúa Trời, cầu Chúa Giê-xu. Dunyaska ghen tị, nhìn hai bàn chân sần sùi không giày dép của Miska đang giận văng mạng xuống đất. Cô cũng muốn được nhảy cỡn dưới trời mưa, mặc cho đầu ướt, để tóc mọc tha hồ rậm, tha hồ xoăn. Dunyaska cũng muốn bắt chiếc thằng bạn của Miska, trồng cây chuối bên lớp bụi ven đường
không khéo một chút là ngã dúi vào bụi gai ngay. Nhưng bà mẹ đang mím môi mím lợi đứng trong cửa sổ nhìn ra, mặt giận hầm hầm. Dunyaska đành thở dài chạy vào trong nhà. Mưa rơi lộp bộp, những giọt rất to, rất mau. Một tiếng sấm nổ ngay bên trên mái nhà. Tiếng rền lan tới bên kia sông Đông. Trong phòng ngoài, Grigory đang cùng cha lôi trong trái nhà ra một cái lưới đánh cá cuộn tròn. Chỉ thô và kim xào đâu, mang ra đây, mau lên! Grigory quát Dunyaska. Trong bếp đã nhóm lửa, Daria ngồi vá lưới, bà già vừa ru thằng cháu vừa lầu bầu. Cái ông lão này, xưa nay chỉ được cái nghĩ hết trò nọ đến trò kia, đi mà ngủ cho béo mắt có hơn không? Dầu mỗi ngày một đắt, mà cứ đốt phí đốt hoài, đi hôm nay thì đánh bắt được cái gì? Không biết mà dẫn lối quỷ đưa đường, mấy bố con nhà ông đến đâu bây giờ? Đất ngoài sân mưa đã nát như tương mà còn dẫm loạn cả lên. Xem kìa, chớp lóe lên có ghê không? Lạy Chúa Giêsu cứu thế, lạy nữ hoàng trên trời. Trong một giây, gian bếp bỗng lóe lên một thứ ánh sáng xanh lẻ lóa mắt. Tất cả chết lặng đi. Có thể nghe thấy tiếng nước mưa đập vào cửa chớp, rồi sấm nổ đánh dầm. Dunyaska rú lên, rúc đầu vào cái lưới. Daria làm dấu phép lia lịa về phía cửa sổ và cửa ra vào. Bà già hốt hoảng nhìn con mèo nũng nịu cọ mình vào chân bà. Dunyaska, đuổi cổ nó đi cho tao, cái con mèo chết tiệt này. Lạy nữ hoàng trên trời, xin người xá tội cho con kẻ tội lỗi này. Dunyaska, ném con mèo ra sân cho tao, xéo ngay đồ quỷ quái. Mày... Grigory cười không ra tiếng, người rung bắn lên để rơi cả miếng gỗ trên cái lưới. Ông Pantelei Prokofievich quát lên. Thôi đi, làm gì mà chu chéo lên thế à? Có im ngay không? Cánh đàn bà vá lưới mau tay lên nào. Đã bảo mấy ngày nay là ngó xem cái lưới một chút mà vẫn... Cá vi kiếc, hôm nay thì đánh được cái gì? Bà già lẩm bẩm. Không biết thì im cái mồm đi. Cá nó vốn sợ giông bão sẽ kéo nhau vào sát bờ. Có lẽ nước đục ngầu rồi đấy. Nào, Dunyaska, mày thử chạy ra xem nước sông lên to chưa? Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.